Trời ơi, đây là mấy con khô cô bác anh chị. Đây là mấy con khô cá lóc ha. Hai cái đồng hồ này ha. Để đây cái mới đây nè. Gọn cái đựng chén cái đây. Bữa trước tôi không lấy hai gạo, tôi lấy gỗ này hai. Gỗ cũ nè hai. Bữa sau sáng lại mất tiêu. Lo này kia. Ăn uống này kia cho ăn. Có khi nào bà Hai nói thèm một miếng thịt bò hay là thèm một con vịt mà ông Hai không có tiền mua cho bà Hai ăn mà ông Hai phải mượn người khác không? Ông có thì ông mua, ông cho mình ăn, không có thôi cho gì con. Bà Hai có nói với ông Hai là thèm món đó không? Không có nói, là không dám nói. Sao vậy? Sợ nói vậy thôi đi. Chồng con mình nói mình nghĩ còn đòi ăn nữa. Đó, không có tiền mà mình đòi ăn mình sợ chồng con mình cực đúng không? Ừ, đúng rồi đó. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì tiếp tục thì hành trình Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của ông cụ gần 90 tuổi phải lội sông mưu sinh đó cô bác quý anh chị. Sống cùng với người vợ với đôi mắt không thấy đường của mình trong một ngôi nhà một nát là như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và đây là ông Hai. Đây cô bác quý anh chị thấy không? Con chào ông Hai. Ồ, cô bác quý anh chị thấy không? Ông Hai ơi. Rồi sáng nay ông đi thăm cân xích đây. Ông đi thăm lứa giớn chưa? Lứa giớn về cá rồi. Dính nhiều không? Ít, chạy ít. Cân xích qua bên đây nè. Chạy ít ha. Rồi ông đi lúc mấy giờ? Chiều đổ nữa. Dạ. Chiều đổ nữa. Con nghe nói là ông Hai có thể là chạy xe gắn máy được luôn hả? Dạ. Ồ, 90 tuổi chạy xe gắn máy được luôn. Chạy 50. 50 thôi. Dạ. Chạy đi tiệm mua thuốc cho bà uống. Dạ. Đi lãnh thuốc. Dạ. Sáng nay mình ăn cái gì ông Hai? Bà thì có nước thịt không à? Nước thịt thôi. Có ăn thịt không chứ không có cá xương bà ăn không được. Dạ. Ăn chưa? Ăn rồi, bà mới ăn rồi. Dạ. Rửa tô. Ông Hai rửa đây hả? Dạ. Dạ. Đổ sẵn nước của mình hất qua đường cho nó ướt, nó không có cát. Dạ. Ui. Dạ. Cơ thể ông Hai là có đau nhức gì không ông Hai? Có chứ. Nhức mua thuốc uống. Sáng nay đi xuống sông vậy có lạnh lắm không? Không. Mấy giờ ông Hai đi? Tôi 6 giờ. 6 giờ là đi rồi. Ngày nào ông dậy hết? Ngày hai bữa. Hai bữa. Hồi trước mà mình không có nuôi cá đó ông Hai. Thì mình đặt chén để làm gì? Chén đâu có đặt. Đặt ăn không à? Dạ. Chỉ đặt ăn thôi. Đâu hôm nay cái thành quả của mình đâu cho con xeo với. Đặt dính thả dưới hết rồi gì rồi? Cá con mà. Với tép. Dạ. Ông Hai ơi, vô nhà được không ông Hai? Được. Ông Hai thì năm nay 90 tuổi rồi, cô bác của anh chị. Và cô bác của anh chị biết rằng là 84 tuổi rồi. Tuổi thiệt đó. Đây là ngôi nhà của ông Hai, cô bác của anh chị. Đằng trước có cây mận nè. Đó, do là cái nền đất á, nên là nữ gùi bu cũng khá là nhiều luôn, cô bác của anh chị. Ở ngoài trước này trồng thêm một số cây mít, cây gâu. Con chào bà Hai. Nước này là nước cây không hay hay là nước ở dưới sông bên lên, bơm lên? Nước cây. Vô đây em. Bà Hai là không thấy đường nữa hả? Không. Không thấy đường con ơi. Bà Hai là năm nay bao nhiêu rồi? Ghế này chú. Dạ được rồi ông Hai. Năm biết nhiêu cũng biết quên rồi. Là 78 tuổi. 78 tuổi. Dạ. Ồ, ông Hai có nhà vệ sinh rồi, ai xây cho mình đó hay mình tự xây? Mình xây. Hết nhiêu tiền? Mười mấy triệu. Nhà nước cho mình xây hay sao ông Hai? Cho tiền hả? Đâu có. Tôi dành dụm từ hồi vô năm 2006 tới giờ. Dạ. Con cho từ thiện người ta cho này kia dùng lâu năm đó.
rồi dồn lại mới có dư, mới có xây được. Nhà ông hai không có cái tài sản gì ngoài cái nhà vệ sinh nó được xây dựng kiên cố ha. Bên đây là hai cái chiếc giường này, có bác anh chị. Chiếc giường này ông hai để đồ ăn, giường kia để ngủ. Tôi để khoanh dây tứ với cây bao mền, nó cài xiết lấy hết trơn. Cây thì ở trên này cũng còn được ha, nhưng mà trên là bằng thiết. Cái này nó muốn vô cho nào vô á. Bên đây là một cái dách, này là một cái dách bằng vải ha. Dách mũ. Mũ. Trống. Ồ, bằng mũ. Mũ. Dạ. Rồi đừng có nắng thôi, bên đây cũng vậy. Nhà ông hai, ông hai chạy chiếc xe này đấy hả? Dạ. Ông hai chạy xe gắn máy được như cô anh chị. 90 tuổi rồi chạy xe gắn máy được luôn. Bà hai là bị bệnh gì? Mù cái đường chứ. Mổ. Bà cũng can cái vụ bán nghe lại lại mở bả. Vô tan vợ chồng trứng quấy lộn đó. Bà phóng vô liền, chứ bả vô không vô bả ngoài đường nè. Ở ngoài phóng vô can thì vô thằng trứng nó quấy vợ nó trúng bả bằng lên. Rồi bà giấu, rồi tòa mới giấu em, rồi sau phát hiện nhức đầu rồi máu con nó sắp qua gần đụng não mà chở bệnh viện này bệnh viện kia, con bà chở không hết, chở nó chuyển ra xuống Hữu Nghị, nó chuyển ra Chợ Rẫy mổ, ra ngoài nó coi nó phải giải phẫu. Chứ để tích tắc máu nó đụng cái não là bả chết. Mới cạo đầu bả rồi mổ hai bên. Lúc đó là nhiêu tuổi bà hai? Không nhớ con. Là can người ta đánh lộn thôi. Rồi người ta quánh trúng mình cái bị chồn lên con mắt luôn. Lúc giờ xây sáng rồi. Cái đầu mổ nguy hiểm lắm. Rồi nằm tại chỗ tôi được bao nhiêu năm không hay nhớ không? Trời ơi, lâu rồi quá. Lâu rồi không nhớ con ơi. Hồi mười mấy năm rồi. Ông hai hôm nay là ăn gì đó ông hai cho con xem với. Ăn gì cho con xem với. Thôi dở ra cho con xem em có thể tôi quay gần. Có gì rồi bả nồi thịt của bả đó. Rồi nấu ở đâu? Nấu cơm gà đó, với bếp điện, lò nồi điện. Nồi cơm điện là ở đây đây hả? Dạ. Nồi cơm điện ở đây nè cô bác anh chị, thấy không? Còn bên đây là ông hai leo lên đó, ông hai nấu hả? Nấu. Đâu nấu thì sao đâu, ông hai leo lên cho con xem thử coi. Ngồi đi coi. Trời ơi, đây là mấy con khô cô bác anh chị. Đây là con khô cá lóc ha. Cái đồng hồ này ha. Để đây cái mới đây nè. Còn cái đựng chén, cái này bữa trước tôi không lấy hai rau, tôi lấy cái gỗ này hai. Gỗ cũ nè hai. Bữa sau sáng lại mất tiêu. Trời ơi trời. Sáng trưa lại mất tiêu rồi. Thứ tương nước mắm bột ngọt gì ông hai cứ để trên này hết nè đúng không? Không có, để trong. Rồi ngủ ở đâu ông hai? Ngủ trong này hả? Dạ ngủ đó. Nhà có hai cái chiếc giường thôi. Ừ. Cái này ăn cơm, cái đó chủ bà ngủ. Vô thế này người ta cho. Toàn vợ chồng nó cho, nó sắm cái siêu mỏng rồi nó cho cái này. Trời coi bậy bạ vậy. Thấy thương không cô bác anh chị? Không phải là ông hai với bà hai không dọn dẹp. Nhưng mà tại vì bà hai á là không có thấy đường nữa. Còn ông hai thì phải đi mưu sinh giăng lưới ngày hai bữa. Rồi nấu cơm cho bà hai, thằng nữ là tuổi cao nữa. Nên là nữ là làm đồ đến đâu là cứ để đến đó à. Cái keo này keo gì ông hai? Keo này keo ớt, keo ngâm giấm. Keo giấm. Sao ông hai treo con khô đây lủng lẳng đây vậy? Treo ngoài. Ừ? Khô
không, phơi khô rồi, chưa có ăn rồi để đó. Để cho một mũ nó hầm hơn. Đây là không gian bếp của ông Hai nha. Còn đằng trước là rửa chén, nhà vệ sinh ở đằng kia. Ông Hai có mong ước mình có thể mình lót ngôi nhà lại cho sạch tí xíu không hay sao không? Không, tôi muốn có chừng nào tôi có tiền tôi mới cuốn cái nồi luôn á. Cuốn cái nồi lên ba cục gạch à. Dạ. Cho nó sạch tí xíu. Lót gạch cho nó sạch sẽ thôi. Ngủ dưới khỏi chổng, chổng đem vô buồn. Ở dưới này nó, cái nền đất ở dưới này nó ông Hai nấu á. Rồi những cái vật dụng dưới này dơ lắm, nhiều khi mấy con chuột nữa bò vô, cô bác anh chị. Cho nhà không có cuốn nền, không có lót gạch gì hết. Bị nhỏ nó thấy vậy rồi nó đổ xi măng bên đây cho bằng. Rồi bên đây không có, nó thấp. Rồi tôi làm hố tiêu á, tôi mới bưng đất. Lần tôi đổ cho nó cao lên. Nó không ngập nước, cho mấy mưa ngập nước. Thương ghê không? Cái chế giường nhà mình khi nó bị mục hết á. Dạ. Đi lờ dạt nó không ấy là bị cái có chân cái giường này nè, mấy ông cho nè. Dạ. Còn cái này bằng cộng. Rồi không biết con, không biết là muối đường người ta cho gạo nè, mình đi đặt cá có nè, rồi tiền đó mình mua thịt cho vợ mình, rồi muối đường bột ngọt sao? Tiền hàng tháng đó chứ từ thiện người ta cho, chứ con cho, rồi dù đâu có ăn, tôi đâu có nhậu nhẹt gì. Rồi dùng tiền dư để mua bả ăn á. Lâu lâu mới mua 30-40 ngàn bạc hả? Đó hồi sáng gửi xuống năm này mua 40 ngàn á. Chưa trả. Thiếu hả? À, mượn thím đi chợ sẵn mua luôn rồi về mình trả tiền lại người ta. Sáng tôi mất lại ốc cho cá ăn. Là mua 40 ngàn thịt. Ừ. Rồi nấu ăn sớm luôn, không có đi ăn sáng. Ừ, bỏ ăn. Bỏ ăn tôi gì. Chưa nấu cơm ăn à, đúng là một mái nhà tranh hai quả tim vàng không cô bác anh chị. Trong ngôi nhà đơn sơ như thế này thì à, hàng ngày ông cụ vẫn làm lụng vất vả để nuôi cho vợ của mình. Dẫu biết rằng là hình như là cuộc sống của ông cụ với bà cụ là sau này được chấp vá sao á, đúng không Hai? Ông với bà Hai là sau này gặp gỡ sao đúng không? Ừ. Đó. Nên nhưng mà rất là yêu thương nhau mấy mươi năm. Chắc mấy bà cụ bệnh hơn mười mấy năm qua rồi đúng không ông Hai? Mấy chục năm mà. Nhưng mà ông vẫn nuôi. Ờ, bà mù ở thời gian cũng 4-5 năm rồi bà mới mù. Hồi 2000 tôi gặp bà hồi 2006. Bà Hai thấy ông Hai vậy á, rồi bà Hai không có làm được, bà Hai buồn không? Buồn chứ. Buồn sao nó con nghe á? Ờ, buồn ăn, mình bằng ăn không được gì chứ. Con. Nhờ ta đó, bà cho. Cho này. Thấy vậy ông Hai làm mình một nuôi bà Hai thì bà Hai thấy thấy thương cho ông không? Thương chứ. Thương sao nó con nghe á? Ờ, ông thương, ông nó ông thương mình mù, ông không là có gì ông cũng làm hết trơn. Thì ông cũng làm hết. Ờ, nuôi vợ mà chứ. Chứ tôi có mặn gì được ăn đâu. Ừ. Bà Hai gặp ông Hai mấy năm thì bà Hai không thấy đường nữa. Ừ. Gặp cũng lâu à, ông không thấy đường chứ con ơi. Dạ. Hồi đó mấy cái xài trước còn có cái bàn uống nước trà. Rồi uống mấy ống lại uống chơi á. Rồi đừng trứng uống rượu say gây lỗ đều á. Có nghĩa là khi mà người ta gây lộn bà Hai đứng bà Hai can ra thì vô tình bị trúng phải nên là nữ bị bệnh biết gì. À, thôi chuyện qua cũ qua rồi lâu rồi. Nhưng mà bây giờ bà Hai là sức khỏe bà Hai sao, nói con nghe với. Em bà giờ thấy cũng khỏe con. Rồi tiền bạc sao, ông Hai có đưa cho bà Hai không? Không đâu, mà ông mua gì ăn thì ông mua. Ừ. Chứ ông đưa mình cũng thấy đường đâu biết cái con. Rồi bà Hai, ông Hai đút bà Hai hay là bà Hai tự ăn? Không biết nữa. Nhưng mà cơm á. Đút quá ăn. Còn đi vệ sinh thì sao, tắm rửa? Vệ
dẫn ba đây. Dẫn ông dẫn tôi đi tắm. Cũng khổ lắm nha. Dẫn bà hai đi vệ sinh tắm rửa rồi đút ăn luôn. Ăn uống rồi tắm rửa. Dạ. Thấy ông hai lội ở dưới sông ở cái tuổi gần 90 rồi, bà hai lo lắng không? Lo chứ. Lo sao mấy con nghe quá. Thương ông, mình vậy rồi ông thương ông lo này kia, ăn uống này kia cho ăn. Có khi nào bà hai nói thèm một miếng thịt bò hay là thèm một con vịt mà ông hai không có tiền mua cho bà hai ăn mà ông hai phải mượn người khác không? Ông có thì ông mua ông cho mình ăn, không có thôi sao vậy con. Bà hai có nói với ông hai là thèm món đó không? Không có nói đâu, không dám nói. Sao vậy? Sợ nói vậy thôi đi. Chồng con mình nói mình nghĩ còn đòi ăn nữa. Đó, không có tiền mà mình đòi ăn mà sợ chồng con mình cực đúng không? Đúng rồi đó. Ông thương thì ông cho ăn gì thì ăn nấy. Dạ. Cho ăn gì ăn đó. Mình sống ở trong cái ngôi nhà rất là tạm bợ như thế này nè. Mà sống với người chồng của mình rất là thương mình, bà hai thấy có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Dạ, nhờ chồng con mình. Tôi đâu có làm cửa nào mà. Sống trong một cái bà hai ơi, sống ở trong một cái ngôi nhà đầy đủ vật chất về tiền bạc mà không có người chồng yêu thương á. Thì so với cuộc sống tạm bợ như thế này mà có người chồng yêu thương thì bà hai thích còn cuộc sống nào hơn? Thì chồng con mình thương mình phải thích rồi. Thích hơn là ở nhà giàu đúng không? Chồng con mình thương mình nuôi mình thì mình cũng thương. Thì ban từ thiện xã tôi cho ăn. Cách cho ở. Hôm trước Bùi Hồ có một cái đọc một cái câu có những ngôi nhà đơn sơ ấm áp đi để có người về đưa chiếc khăn để lau mỗi khi mình ướt. Sống ở trong cái cảnh mà đầm ấm thì nó vẫn vui hơn là trong những cái căn nhà to lạnh lẽo và vô hồn của một nhà văn rất là nổi tiếng ở miền Tây, đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau của bác Vinh chị. Nói chung là cũng khá là hay. Thà sống ở đơn sơ mà nó ấm áp ha bà hai. Đơn sơ vậy mà thương nhau được rồi, ấm áp được rồi. Dạ. Bà hai không biết có lo rằng là 100 tuổi già rồi, không biết là người nào đi trước, người nào đi sau không? Con nghe nói vậy á. Không biết thì mình sống ngày nào nên ngày nấy con. Dạ. Chết thì bà con người ta cũng chôn. Bà hai thường tối nằm thỏ thẻ với ông hai chuyện gì? Thì nói chồng con thì nói thì tôi giờ vậy đó, ông cũng thương tôi này kia, lo lắng cho tôi ăn, tôi cũng có cách khôn ăn uống này kia đó. Ông con thương mình thì mình cũng thương lợi chứ. Có bao giờ cự lộn với ông hai không? Không có đâu. Lỡ ông hai ông làm mệt quá, ông lớn tiếng thì sao? Cái ông mình cái gì mình làm không được, mình cứ việc nhịn ông đi, nói nhỏ nhẹ ông đi. Ví dụ ông hai lớn tiếng thì bà hai nói sao? Làm thinh nè. Làm thinh luôn? Ừ. Khi mà làm thinh quá, ông hai không có giận không? Không biết nữa. Ông hai? Làm mệt quá mà thấy vợ mình nằm chỗ không phụ mình thì ông hai có giận không? Trời ơi, giận cái gì bà mù nói bà không nghe, bà ngồi chỗ bà quơ quơ nè. Làm như cái tay bà dài á. Rồi tức rồi nói mà là nói vậy mới lớn tiếng. Lớn tiếng rồi thấy thương không? Giờ giận gì giận, giờ bả mù giận gì cũng vậy thôi. Hai một góc nhà, một ngôi nhà nhưng mà mỗi người mỗi góc. Cái giọng này là cũng bà hai cứ nằm suốt à? Tại vì đi thì sợ dướng dấp đồ quá, lại bị té. Mỗi khi đi đâu hay là ăn uống vệ sinh đều nhờ có sự hướng dẫn giúp đỡ của ông hai hết à? Tôi ông, hai vừa làm chồng mà vừa làm vợ luôn đúng không? Làm chồng mà vừa làm vợ luôn. Dạ. Có bao giờ bà hai có cảm thấy mình trở thành gánh nặng của ông hai không? Thì ông thương mình thì mình thương lại. Chứ sao giờ? Vợ chồng mà ông thương ông thì phải đúng ngay nhộng, phải thương tôi nhiều rồi. Vì sao? Vì sao bà hai? Vì sao phải thương bà hai nhiều? Bởi vì mình mù tật như là ăn uống cũng thua hết nha. Rồi ông thương, ông thương. Bà ơi, tới vô ngủ rồi bà ngủ. Bà đi tiểu rồi á, thì anh tôi đi đổ bô. Vậy đó. Như đấy.
rồi bả nằm tầm bảy tầm bả vô la la nằm lại đó, rồi 12 giờ cũng cho bả ăn, bả đói cho bả ăn nữa, không có chết đói chết khát gì chân á. Tới thì ông cho ăn, giờ nào ông cho ăn giờ nấy. Ông Hai sắp tới đây nè ông Hai. À, như vậy là ông Hai mỗi một ngày như vậy á cô bác anh chị là phải trầm mình dưới nước hai lần, lội từ bên đây qua bên kia sông để thăm những cái giớn, cái cửa ngục mà do chính ông Hai đặt để nuôi mấy con cá. Ừ. Nuôi mấy cá là niềm vui thôi chứ thật ra bán cũng không có lời nhiều. Đúng ông rồi. Hai con có nói với ông Hai là ông Hai kiếm một chiếc xuồng đi, Mạnh Thường Quân sẵn sàng hỗ trợ, thì ông Hai có kiếm được chưa? Đâu có kiếm gì đâu, biết cái đâu mà kiếm. Vậy thì vậy thì chiều nay con với ông Hai đi lên kia dọn chiếc xuồng kêu ta đóng được không? Tôi chú thương được cái chơi chú cho gì cho chứ đi đâu vậy? Kêu người ta đóng cái chiếc xuồng mới cho ông Hai. À? Được không? Con đi kiếm cho. Thôi xuồng cũ cũng được rồi. Xuồng cũ cũng đừng thôi, xuồng mới đi lội cho im. Mới giờ cây bây giờ cây tạp mau hơn cực kỳ không quá. Cây cối này kia cũng là cổ. Đóng bây giờ thợ bây giờ đóng đâu phải như hồi trước. Thương được rồi. Cho ăn cái gì cho, có gì cho ăn no bằng lạnh thì được rồi. Là sao con không hiểu? Hả? Ăn nó mặc lạnh là sao? Không cho mặc lạnh như tí đồ đạp gách đá nặng kia nọ vậy đó. Nhỏ ha. Rồi quần áo nặng kia vậy đó. Cho bạn đừng mà đóng chuồng cuối rồi mau hơn cực kỳ. Mình có bao giờ mình ước mình sửa nhà lại được không? Anh sao chữa giờ? Có người ta anh tiền đâu chữa, ta cho ai ta cho hay sao á. Nhưng mà bà Hai có ước không? Ước chứ. Ừ. Ở mình nhà mình ở lành lẽ, nó khỏe. Mình ta thương thì mình nhờ. Dạ. Cho mình giờ phải binh nè. Nhưng mà trước khi đến 100 tuổi già thì bà Hai có ước mình với ông Hai á. Ở trong một nhà lành lặn hơn tí xíu để ăn trộm khỏi vào nè. Rồi chuột nó khỏi bò lên đồ ăn nè. Bà Hai có thích vậy không? Thích không? Thích chứ. Ăn dưa giấy à? Đâu dưa giấy đâu, nhưng mà cho sạch sẽ hơn tí xíu thôi. Cho mình giữ sạch sẽ một chút. Ông Hai với bà Hai rất là thật. Thật đã nói là cho chiếc xuồng rồi, chiếc xuồng cũ thôi, không cần chiếc xuồng mới nữa. Đi chứ, đi đâu xuồng mới. Nó sợ hao tiền, chỉ cần là cho quần áo mặc là được rồi. Được rồi, quần cho áo. Cho miếng ăn là được rồi. Được rồi. Là không cần gì hết á. Cho ăn no đủ được rồi. Thấy cái tuổi già hả cô bác anh chị? Kiếm người, bởi vì thành thử là cũng có người giàu, cũng có người nghèo. Và cũng có người vất vả, thì cũng phải có người sung sướng. Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà mỗi người sinh ra trên một cái trần gian này đều có một cái gọi là có một cái sứ mệnh và một cái hình như là có một cái gì đó nó rất ghi. Có những người họ làm vất vả cả đời nhưng mà cứ hỡi dư ra thì lại đổ bệnh rồi lam đủ cả đời. Có những người sinh ra trong cuộc sống sung sướng, gặp nhiều may mắn là cũng nhưng mà thôi thì vợ chồng sống với nhau vui vẻ vậy là cũng vui rồi. Mặc dù cái tuổi già nó có khó khăn nhưng mà mình thương cái chất thật của ông Hai và bà Hai á. Là không cần nhiều. Chỉ cần đủ ăn là được rồi. Chỉ cần ông chồng mình thương vợ mình, thương mình là được rồi. Thương lo lắng được rồi. Không cần nhà cao cửa rộng gì cả. Chỉ cần nơi ấm cúng. Ấm cúng lo cho tôi đầy đủ cơm nước thôi. Đừng có bỏ đói tôi được rồi. Có bao giờ bỏ đói không? Không có. Mình nói vậy tí tỉ vậy thôi. Dạ. Chưa giờ bỏ đói đúng không? Tôi có rồi nha, tôi xuống rồi, tôi muốn thợ nâng cái nhà này lên, nâng lên đo ngang cột cắt để nhà này ở gọn. Có nghĩa là ông Hai nói là nâng cái nền thôi, còn cột thì để gan vậy. Nhưng mà mình làm cái nền nó bằng cột rồi cắt cột. Đó là ước mơ đó.
Nhưng mà không có dám nói nữa. Mình không có tiền có bạc gì sao dám nói con. Ngày hôm nay hôm nay con đến đây, con thay mặt cho vợ chồng anh Bình ở Canada gửi cho 100 đô la Canada tương ứng với 1.820.000 đồng. Đây, con gửi cho ông Hai hay bà Hai? Cho ông Hai đi. Bà Hai phân nữa, ông Hai phân nữa. Ông thấy đường, ông cất được, ông lo cho tôi. Đây, con gửi cho ông Hai. Nhiêu? 1.820.000 đồng. Này là phần của vợ chồng anh Bình ở Canada trước tiên, còn chiếc xuồng là sau nha. Mừng không hai? Mừng dữ lắm. Mừng có tiền cũng mừng. Mừng sao? Mừng có tiền rồi. Nghèo khổ mà ta cho được gì mình cho, mừng dữ lắm. Cũng mừng cũng cảm ơn. Cảm ơn được. Vợ chồng chú Bình. Cũng đây làm gì với số tiền này? Tiền á thì để dành đấy. Để dành chứ khi ăn gì, uống này nọ. Xài gì đâu. Rồi có ăn lại mình đó. Có tiền cuốn cái nền cho cái nó đựng ngập nước thôi. Chứ bên nay ngập nước tôi đổ đất nè. Dạ. Đổ nhiều ngày. Kiếm tha lâu cũng đầy miệng lỗ. Bưng ít. Già mừng không nổi bưng ít. Ở già già thì mừng theo già đó chứ. Khỏe mừng mệt nghỉ. Nghe nói mà cũng thương ghê hơn. Chỉ mong sao là ước mơ của ông Hai với bà Hai sẽ thành hiện thực, không cần cao sang lắm. Không cần. Chỉ cần nơi tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa là được rồi. Tránh nắng ăn no đủ được rồi. Và Bùi Hồ cũng sẽ quay sớm quay trở lại gia đình ông Hai bà Hai để tặng cho ông Hai bà Hai một cái chiếc xuồng. Bùi Hồ sẽ đi dọ cái nơi đóng xuồng rồi cô bác anh chị. Đóng xuồng mới thì khoảng 10 ngày, còn xuồng cũ thì mua thì cũng có đẩy. Dò cũng khó, bây giờ người ta cũng không có xuồng cây giống như ngày xưa nữa, mà đa số là những cái chiếc xuồng cặp với xít không hả, nên là nữ là thôi tùy duyên, nhưng mà Bùi Hồ sẽ cố gắng ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn gia đình của vợ chồng anh Bình ở Canada đã hỗ trợ và đồng hành với Bùi Hồ trong video clip này. Cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn đồng hành với Bùi Hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.